sắc xa nhau trong lòng mình, không họ cũng chẳng thế, đợi đến lúc quay mặt là quên. Ta yêu nhau chỉ mình ta biết, trời chẳng hay đất cũng chẳng biết, không phận cũng chẳng duyên, sao lại tha thiết. Cô Hồng, con chào buổi sáng cô. Anh Châu, khỏe không Châu? Dạ, lâu quá, cô cháu dạ, mình mới quá. Gặp nhau nha. Bận việc quá cô ơi, công việc nhiều quá. Công việc dạ. Nhiều, con nhiều dạ. Việc quá. Đi làm rồi giờ rảnh thì quay YouTube. Dạ, đúng vui, phải không? Rảnh rảnh mà cuối tuần mà dạ. Trời đẹp vậy nè, con thích vậy nè cô. Dạ. Nó trời mát mẻ mà đúng. Đẹp vô mùa cuối mùa xuân rồi đầu mùa hè, thấy cái gì cũng đẹp hết đó cô. Dạ, thú vui mà cũng cho các anh chị nhìn vườn cây này vườn cây kia cho vui dạ. Rồi trước hết chào tất cả quý anh chị em bạn của mình có một ngày đẹp và ngày cuối tuần này hình như là cuối tuần này là Father's Day đó thành thử mình sẵn đây mình phải chúc mấy cái người cha trên thế giới này tất cả đều mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc dạ. Mạnh khỏe là số một phải không. Mình lúc này mấy người cha là cần cái sức khỏe mới có hạnh phúc được. Rồi. Thì mua cây trồng ra trái enjoy là dạ. Có niềm vui có sức khỏe hả cô? Dạ đúng rồi. Thì sẵn hôm nay Châu ghé qua vườn cây của cô ấy, thì cô cũng khoe nghĩa là cái kỳ này mới lạ là có cái mãng cầu Lisa tím đó nó ở vườn nó mới về rồi. Thành chắc ra có Lisa. Một số ít thôi dạ. Dạ hàng Lisa tím độc lạ nha mọi người đây hồi bữa hình như là mình cô cháu mình có review cái trái cho từ cây lớn đó, phải không cô có review rồi dạ mà lúc đó ăn thấy nó ngon ngọt á nó màu nó cũng dạ. Đẹp nữa dạ. Màu rất là đẹp rất là ngon nhưng mà đặc biệt cây này mình không có cần chấm bông dạ. Nó cũng dễ đậu trái mình thử ra cho mấy cái mình lớn tuổi chút chính cô nè cô không biết chấm đâu chấm cứ làm vậy mà không biết làm sao nhưng mà nếu có những cây mà mình đỡ chấm bông thì tốt hơn dạ nguyên cái vườn nhiều quá hả cô dạ mình thử ra có cái cây này nè có nhiều size khác nhau hả cô dạ không? Nhiều size ba size đó 7 galon 15 galon và 5 galon cô chú anh chị 7 galon 5 galon ba size giá có thế nào cô Hồng? Cái 7 galon là 240. 240 cho dạ. 15 galon. 15 galon, 240. 240 là cây lớn nhất nha cây lớn mọi đó. Người, cô chú anh chị. Dạ. Rồi 7 galon là bao nhiêu cô? 7 galon là 170. 7 galon 170 rồi. Còn cái 5 galon thì 100. 5 galon 100. Về lấy một cây về tặng ba nha, tặng cho ba của mình nha. Dạ. Thôi đê tới rồi. Chắc tặng cây này ba thích lắm á. Rất là đẹp luôn rồi mọi dạ, người thì tóm tắt lại là cô Hồng có 3 size của cây chocolate Lisa này hay là Lisa tím, cô gọi là Lisa tím còn mình là chocolate Lisa. Chocolate Lisa. Thì size 15 galon thì cô Hồng nói cây cao to lớn khoảng 5 feet nha thì 240. Cây 7 galon thì có giá trên cây nè mọi người thì 170 đồng. Cây 7 galon còn cây nhỏ nhỏ xinh xinh trong chậu 5 galon này thì cô cũng có giá 100 đồng special cây ok cô Hồng giờ mình cô cháu mình ra phía trước quay cái ra vườn hồng này nha vườn hồng đây vườn hồng rất là đẹp luôn nha cô chú chỉ anh chị 15 đồng thôi 15 đồng thôi dạ. Hả cô bất cứ màu kiếp. Nào hả cô dạ bất cứ màu nào kiếp trời. Cho anh chị của mình bạn của mình có những cái bụi cây hồng đẹp rẻ tiền nữa cái đó rẻ là quan trọng cô Hồng. Rẻ cái hơn này, luôn cái chậu này rẻ hơn không bô rẻ hơn luôn thành thử ra có 15 đồng thôi dạ không thì bô bữa con coi hình như 24 đồng 99 dạ, dạ. 15 đồng dạ. 15 đồng mà dạ. Rất là nhiều màu, nhiều màu. Nha cô chú anh chị dạ. nó nở ra rất là đẹp luôn Father's Day tặng Father's bông hồng luôn hoa hồng tặng ba cũng được vậy hồi bữa là tặng mẹ giờ tặng dạ. Ba nhưng mà ngày mai đó lại mua cô tặng một hộp bông hoa đó ồ cô có tặng phân bông hả phân bông một hộp một ly một cây ăn trái hả dạ. Sao cô
cây ăn trái gì cũng là tặng tại ngày mơ thôi, rồi đêm mình phải có cái đặc biệt chút, cái đặc biệt cho khách ha. Dạ. Cho vui. À, mảng cầu của cô Hồng ở phía này nè cũng còn cái này là nó đủ loại thay đỏ nè, cho thay đỏ mảng cầu Lisa hoàng hậu cô cũng có nè, cô nào gọi là nữ hoàng mà cô gọi là hoàng hậu nè, thứ do Thái Pink. Mấy loại bảy ga lông này nhiêu vậy cô Hồng? 100 đồng. 100 đồng. Dạ, cây nha mọi người. Cũng có cây rất là đẹp luôn nè. Dạ, cây này cái này đẹp, đẹp nè, rồi đó. Gốc lớn nè, cây lúc này quá đẹp. Cái rồi này là do Thái xanh nè, cô chấm. Dạ, như là do Thái xanh nè, là do Thái, do Thái Pink nữa, do Thái Pink nhiều loại luôn, nhiều loại luôn rồi. Ủa nhớ thân gỗ hay bữa thấy trái? Lúc này trái, trái cắm này trái rồi, bắt đầu trái ra. Trái hả cô? Dạ, à, trái bắt đầu ra rồi. Trái nè mọi người, ở dưới nè, nó ra rồi. Cô tưới nước cho nó nhiều nhiều chút quá, nó màu lớn. Dạ. Cái mùa này con thấy saboche đẹp nha cô không? Saboche năm nay là làm như là nó giống nhãn là trúng mùa đó. Trúng mùa, bông quá đẹp, trời bông là bông quá, luôn. Quá bông luôn. Năm nay cây này bông nhiều quá. Cây này năm ngoái là mình quay là trái nhiều đó cô. Có trái nhiều. Ăn, mình có ăn rồi ngon lắm. Dạ, nhưng mà giờ còn lại mấy trái nhỏ nhỏ. Cái này là cái cây Alano. Cây đầu bò. Ồ, đầu bò. Cây đầu bò. Cây saboche đầu bò lớn trong chậu giống như là 65 ga lông của cô. Dạ, Hồng nè. Cây này là 1,000 mấy gì đó phải không cô? 1,500 cơ. 1,500 nha cô chú anh chị. Dạ. Cao khoảng hơn 10 feet nha, mà tàn tàn nhánh xum xuê. Ai mà muốn sưu tầm một cây lớn để ở sau vườn ở phía trước nhà đó, một cây với đá một cây là cây này quá đẹp luôn. Mỗi wow, nhánh nó nhiều quá ha. Nhiều quá. Cây con này năm nay chắc nhiều trái lắm. Nó mà dính trái là phải nói luôn á. Ừ. Nó mà dính trái là đãi cả xóm luôn. Đãi cả xóm luôn. Còn cái cây này quá độc nữa nè. Cây nào con? Cây Alano của mình là thương quá, thương cây này quá. Trái nhiều lắm mà cô chú. Trái nhiều quá ha. Quá nhiều luôn. Trái nhiều mà nó còn ra bông mỗi nhánh nữa. Cây. Dạ, này hết biết rồi. Ở trên cũng trên quá trời luôn cô. Nhiều trái mà nhánh nào cũng có bông hết. Cái này bắt thang nên thấy trái luôn nha mọi người. Nó cao quá. Cao lớn mà nó nhiều quá. Nhiều quá. Cây này cả 100 trái luôn á cô. Dạ. Mà nó chưa ra trái hết nè, nó chưa còn hết ở đây nè cô. Mình chưa hết. Giờ nói về saboche thì đây có một số saboche, cái phần này là mình đang sell á, 150 đồng. Cây lớn, có bông, cái nào ngoài bắt đầu nó cũng có bông. Loại gì vậy cô Hồng? Cái này Silaswood. 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 150 đồng phải không cô? Dạ, 150. Đang có bông. Dạ, nha mọi người, Silaswood. Cây cũng rất là đẹp nha, có cây hai gốc nữa nè. Dạ. Nè, cây hai gốc nè, hai gốc bự đi lên nè, rất là đẹp luôn, nó đang có bông hết nha. Cái này mình soi kỹ mình mới thấy, tại vì hồi bữa nó có trái luôn á chứ có bông có gì phải không cô? Rồi. Dạ. Đây nè, nó núp này nè. Trời ơi. Rồi cái Alano. Alano. Alano, cái phần này nè là cũng 150 luôn. 150 hết. Dạ, nha mọi người. Mấy cái này là có bông mà. Nó có bông, nó bắt này đầu này nó bông ra bông, mọi người. Nó có ra bông hết rồi. Mình phải để ý kỹ mới thấy bông. Bắt nó đầu nó ra bông hết rồi. À. Ra bông. Bông rồi mọi người. Đây. Hết rồi, 150 cây. Dạ. Alano, Silaswood, rồi Butterscotch. Còn là giá sao cô? Butterscotch á thì 180. 180 nha. Dạ, mọi người. Tại phía bên này trở đi là 180. Cây nó. Dạ, lớn hơn và cây cái loại to này lớn hiếm hơn hơn. Mà nó đang có cái nó đang có bông nữa nè. Có bông cái, không cô? Nè có. Ủa, bông hết rồi. Bông tháng này nó có bông hết rồi. Muốn kiếm cái Butterscotch có bông khó lắm nha. Nó ít có cây nhỏ nhỏ không à. Nhiều mấy cây này bắt đầu ra bông. Cái loại này là ăn cái mùi vị giống cái kẹo Butterscotch đó, kẹo bơ butter cô, ăn vậy ngon hả? Con có một người bạn cho con thử trồng ở Cali này, ăn trái lắm ngon lắm con. Yeah, bắt đầu mấy cây này có bông hết à. Nó béo mà nó thơm. Vậy thơm hả? Mùi sữa. Bởi vì nó kêu Butterscotch. Butterscotch. Dạ. Nó khác với kia, mấy cái kia. Dạ, nó ngọt nhiều hơn. Còn cái này nó có nhiều cái flavor hơn. Dạ. Rồi cây xanh tốt, tươi đẹp nè cô chú anh chị, tại mùa xuân á nó bắt đầu nó thay lá mới nè. Nhiều người thấy saboche bị rụng lá nó cô sợ, nhưng mà nó thay lá. Nhưng nó thay lá, nó rụng. Dạ, hết, cô còn lặt nữa đó. Nhưng mà đừng lặt nhiều quá, cũng phải chừa. Nhưng nè, mà những lấy ra mấy cái lá chấm chấm ở trên nè mọi người. Mà cái lá mới nó đẹp vậy ha. Là nó lá mới nó đi với bông luôn á cô. Nó đi bông. Dạ, đẹp đó. Nó lá ra mới là ra đi bông với bông luôn. Đẹp. Rồi ủa cái này là cái loại size lớn hơn hả sao cô Hồng? Size lớn hơn.
Cái này 200 luôn. 200 mọi người, dạ. 208 200. Mà cụ Hồng sale 200 nha. 200. Dạ. Cái này 108, 200 với 150. 108, dạ. 200, 150 ba giá. Dạ. Thì cái này là loại Alano á, là Alano, mấy cái này Alano. 300 nha mọi người. Đó, Father Day Special 108 cũ sale còn 200. Và được tặng phân luôn. Tặng phân bông, tặng phân bông. Về để đó xác. Nhiều khi mình cũng cần. Dạ. Yeah. Còn cây này là hàng lớn hơn. Cây này là cây này là Hasa. Cây Hasa. Hasa. Nó mất chữ nhưng mà con biết Hasa. Cây này rất là ngon nha con. Tại cô thấy trái rồi phải không cô? Thấy trái rồi. Trái ngoài kia đó, chút xíu quay cho anh chị các bạn mình thấy. Cây này đẹp mọi người, tàn. Cây này quá đẹp, rất là đẹp nha. Cây này đẹp lắm. Cái dáng á đẹp. Bao nhiêu vậy cô? Cây này 700. 700 mọi người, tại cây lớn nha, cây size trong chậu 65 ga lông, 45 ga lông chứ, 45 ga lông. Dạ. Còn em này thì Alano. Alano, cây này 400. 400, bông qua trời luôn. Cũng có bông ha. Mà nhánh tháng nhiều, cô cột này, cột lên quá trời. Dạ, tháng này là tháng của nhãn, Sabuche, đủ thứ hết. Khế cũng đẹp nè cô, khế có bông nè. Khế hả? Khế bắt đầu đẹp. Phải nói bắt đầu đẹp, không rài ngủ yên bây giờ bắt đầu đẹp rồi nè, bắt đầu bung lụa. À, vỡ lá nó te tua. Bữa nay quá đẹp rồi nè. Bữa nay bắt đầu nó mọc lên là bắt đầu nó có bông rồi ha. Sắp sửa rồi dạ, sắp sửa có trái tháng, ăn tháng, rồi cô. Tháng 10, tháng 12. Còn cái cây này là cái cây cổ thụ bông giấy của cô Hồng. Ai muốn sưu tầm về 1000 mấy nè. Đó, yeah. Chơi một cây là đáng cây luôn. Nếu mà rất ai muốn cái người. Bonsai ha. Dạ. Ghé đây, cây màu tím đẹp quá, tím Huế. Màu tím Huế đẹp quá ha. Cái cây quá đẹp luôn. Cái này luôn. Biết chơi mới biết giá trị của nó. Được. Kiếm cái cây giờ mà khó kiếm lắm cô. Khó kiếm lắm. Dạ. Rồi vàng khế nè. Vàng khế rất 120. Là đẹp mọi người, trong dạ. Chậu 15 ga lông có bán 120. Dạ. Còn cây lớn thì cũng có luôn. Cây lớn đủ cũng sao? Có luôn. Mấy anh chị có cần thì ghé đây. Còn vải thì có cái phần này mình sell Father Day một cây có 100 đồng có bông luôn. Nè đó, em quay cây nè, có bông nè, cây vải nè, 100 đồng bông. Có bông nè mọi người. Nè, có bông mà cao nè, đứng cô. Đứng gần bằng cô nè, thấy chưa? Dạ. Cao rồi đó. Cô Hồng big sale luôn nha, cái này cũng là sale, vải đề ngon nha. Không phải Brewster Sweetheart. Mà là Sweetheart là giấy hộp lép nha, giấy rất là hộp nhỏ ngon nhỏ, lắm. Ngon. Rất là ngon. Size 15 ga lông là 100 phải không cô? Dạ, 100. 15 ga lông là 100 mọi người. 7 ga lông thì có thể rẻ hơn nữa đó nha. Dạ, 7 ga lông này cái này rẻ luôn. 70. 70. Dạ. 70 cũng có bông luôn nha mọi người. Dạ có bông. 70 cũng có bông luôn. Mà mua cây 100 đồng thấy nó vững vàng hơn. Cây 100 thích hơn ha. Đây 100 thích hơn. Nhánh nào nó cũng có bông hết rồi. Cũng như nó đủ tuổi để ra bông. Cái cây này thì nhiều nhánh quá là quá xâm xê luôn nè. Quá đẹp luôn. Yeah. Rất dễ thương. Và còn mấy cây lớn này thì có giá ở dưới tới cô lúc nào cũng giá đặc biệt. Dạ, yeah, cô cũng giá đặc biệt. Yeah. Cây này rất là đẹp. Còn mấy cái cây nhỏ 7 ga lông này thì 100 đồng. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Ủa sao bên đã có nói 7 ga lông 70 là cái 70, này là khác. Cái này khác. Dạ. Dạ. Ủa, loại khác hả cô? Khác. Dạ. Nó cũng vậy nhưng mà mình lấy lúc trước cái giá nó vậy á, mình để giá nó thì người ta mua bên kia, sự mua bên này. Dạ. Cô Hồng lấy cái nào lần nào được giá thì dạ. Rẻ thì cô Hồng để được rẻ. Được rẻ sale dạ. Phần sale đó thì để cho dạ. Anh chị. Có nhiều lựa chọn hả cô? Dạ, có nhiều lựa chọn. Thành ra đâu có mua cái này mua bên kia, nó cũng giống nhau squid hết. Mua lại rẻ thì để rẻ lại cho dạ. Cô chú ơi. Cái cây này đẹp quá nè cô, con thích cái cây vải này đẹp nè cô. Dạ, cây đó đẹp. Cây đó là. Cây này là bao nhiêu vậy cô? Cây này nhiều quá cô, muốn lên ở trên thùng, cây này chắc là 450 quá. 450 cây này 450. Cây dạ. Lớn nha. Cây lớn cây đẹp. Mình quay mấy cây lớn dạ. Lớn của vườn cô Hồng Emily nha. Có bông luôn. Đó. Cái này là size lớn trong chậu 20 ga lông. Dạ. Cái cây ở trong cao quá trời rồi. Cây cô. Ở trong đó là 700 á. Cây trong là cây lớn này, cô Hồng nói 700. Tại vì mấy cái cây này, nó mấy cái cây nó bự lắm mọi người. Cô để tuốt ở trong mà. Cao, bự, cao mà bông tùm lum. Còn cây lớn này là 900. Cây nào cô? Ồ, cây lớn nhất là 900, trong chậu giống như là 30 ga lông á mọi người. Dạ. Gốc to như cầm tay nè. Đây. Ồ.
Nho, nho tháng này đó, bắt đầu nó ra bông đẹp quá. Đâu cô? Trái nhỏ nhỏ, cái này trồng vui, dạ. Làm cảnh á. Ô cây nho hả cô? Mà đẹp quá. Đẹp, đẹp. Ô cây nho là mọi người chấm hàng chùm rào cảnh, nè. Cảnh, chấm hàng chùm, rào chùm. Nè. Cô Hồng không nói con, cũng chí, nói chí. Cái này là cây nho. Bông chí 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 chí. Cây nho rồi, mọi người. Nho, ờ, nho màu đen nhiều quá, màu, màu xanh vậy cô? Màu xanh. Màu xanh trái tí 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 tí. Ô vườn cô Hồng có gì cũng có chút chút, cái này phải lá mơ không cô? Lá mơ. Lá mơ. Lá mơ. Ồ màu đen nè, mọi cái trái này cô Hồng nói trái nho phải không cô? Không, cái đó là cái cây cỏ ngoài kia nó mọc vô đó. Không phải trái nho. Ok. Okay, giờ, bây giờ mình là... khoe về ổi. Ổi à? Kỳ này ổi cái lô đẹp như kia, bắt đầu đẹp rồi đó ha. Đậu trái quá trời. Ổi trái quá, cái lô cũng này đẹp quá ha. Dạ. Dạ. Đậu trái chùm. Dạ, 80 nha, cái lô. 80 cây. Kỳ này là quá đẹp luôn rồi, nó, bắt đầu. Nó nhỏ mà sao mà nó trội dữ vậy, nó bông quá trời, bông luôn, quá, từ gốc tới ngọn luôn. Là mình để cái đất cũ á, mình chưa có thay đất mới, nếu mà nó vô chậu rồi nó bùng lên dữ lắm. Ổi mà cây này bông như nho thân gỗ luôn rồi trời. Dạ. Từ ngọn tới gốc tới cái dây mà chùm chùm bông luôn, bông chùm dây. Chùm bông luôn ha. Bao nhiêu cây vậy cô? 80. 80 cây ổi ký lô nha mọi người. Có cây có trái nhỏ 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 rồi. Có trái rồi. Thì mùa này là mùa bông ờ lúc trước nhớ vườn mình ổi ký lô là thôi ngập luôn. Nhớ là năm ngoái mình big sale mấy cái này mà quá. 50 người ta mua quá trời quá luôn. Đó, thì cô chú anh chị nào mà mua được giá 50 năm ngoái là lời rồi đó. Lời đó, đó. Năm nay nó bự lắm. Giá bây giờ nó nhỉnh hơn chút tại cô Hồng tưới nước hết 6 tháng. Tưới hết 6 tháng rồi, giờ đủ thứ chuyện hết trời. Rồi, cái đó là cái ổi thái luôn dài á, không hột. Không hột, ổi thái, bắt không đầu hột nè mọi người. Dạ. Bắt đầu nó cũng ra cái bông, bông rồi. Tháng này hình như ổi nó là tháng của mấy... bông nè cô, quá trời nè. Nè bông đồ ra hết rồi, cây đẹp nha mọi người. Dạ. Cây rễ đồ nó mọc trên chậu nè, rất là đẹp luôn. Bao nhiêu cây mạnh lắm, đang sale 160. 160 nha mọi người, ổi thái không hạt cô có học. Dạ, hầu như là đa phần cái nào cũng sale hết, thái đề đê này sale hết. Còn cái cây ruby này bao nhiêu vậy cô? Ruby này cũng sale luôn 200. Ruby không hạt hoặc ít hạt nha mọi người, 200 cây. Taiwan. Tài quan ruby. Mà cây mạnh khỏe ha. Cây khỏe, cây lớn cây nha. Đẹp. Nó có trái không cô? Có, nhầm cây có trái. À, này có trái mà nó bị rụng thôi. Dạ. Có trái. Có trái. Đây gốc đẹp rồi mọi người. 200 đồng cây, cổ xeo. Mà rất là khỏe luôn, đọt non ra quá đọt trời non luôn. Ra khỏe. Mấy cây có trái thấp bản, ta lấy. Nha, mấy chắc cây... ta lấy. Dạ. 200 đồng cây mọi người ơi. Cũng còn có 200, mấy cây 200. Chỉ 200 thôi. Còn cái kế đó là cái nữ hoàng nè anh chị ơi. Nữ hoàng thì trái rất là ngon. Mình càng trồng lâu thì cái hột nó càng ít. Dạ. Giòn ngọt cho mấy người lớn tuổi ha em. Dạ. Mấy người lớn tuổi thích cây khỏe đẹp. Cây khỏe đẹp. Nữ hoàng. 120 thôi. 120 cây nha mọi người. Cây rất khỏe đẹp ha. Cũng còn có vài cây lác đác thôi. Dạ. Dạ. Về phần ổi thì ngoài ra thì ổi đỏ có hột. Super Supreme. Ruby, ổi, Super. Ruby Supreme. Yeah, Supreme. Mà cây đẹp lắm mọi người. Cây, đẹp. Cây cao bự khoảng cái này, 6 feet đó. Cái này nếu mà anh chị em mình mà ở Việt Nam á, ăn ổi có hột và thơm đó là đây đó. Nếu mình nhớ quê hương mình thì mà mình nó chín nó thơm thơm mà thơm mềm lắm. Dễ ăn á con. Dễ ăn lắm. Mềm, mềm, dễ mềm ăn. Ngon. Ra bông nhiều nó bắt đầu nó bông. Cái ổi 80 à. Cái màu đẹp lắm cô, khi mà nó chín cắt ra cái màu đỏ cái không có cái gì lắm. Xanh trong trong cái trái. Nè cái cây này sao nhiều trái quá. Cây này 80 cây. Bông luôn mọi người. Bắt đầu bông nhiều quá. Nó mạnh ghê. Cái loại này sao nó mạnh hết biết. Chắc nó thích vườn cô quá. Cái vậy mà cũng khách rất là thích, có số khách loài cái ổi thơm như Việt Nam. Ổi thơm ở này cái nói dạ. Cái mùi là nó nhiều mùi nhất, mùi flavor nó thơm. Dạ. Rồi, cái đó là phần ổi. Mà còn ở đây ngoài ra đó mình còn ổi Thái có hột, Taiwan có hột và ổi xá lị. Dạ. Nếu mà mấy anh chị em mình thích ổi xá lị thì ở đây có. Chỉ có 55 đồng một cây thôi. Còn ổi Thái có hột như ổi Taiwan có hột ngon lắm, giòn ngọt ngon lắm nha. Một cây chỉ 100 đồng thôi. Dạ.
Rồi, bây giờ mình qua cái phần mận nè. Hồi bữa thấy Mận hoa tam nhiều lắm hoa. mà sao Dạ. mà Cái chắc này mận lấy mới mận mới tam mang cái hoa cây nè. có hoa mận tam hoa Mận nè tam mọi người, hoa. trái nó lớn lắm nha, mận Dạ. xanh tam hoa trái nó bự lắm. Mà ở ở ở Việt Nam là bán cái này, người ta trồng năng suất bán là lời cho nhà vườn luôn á, tại vì một ký nó có chừng 7-8 trái mà nó bự lắm luôn á cô. Cái này màu xanh đó. Màu xanh, mận Xanh, xanh tam mận hoa xanh tam hoa ngon. và cũng Nổi tiếng Việt Nam mình ha. đắt tiền nữa cô, tại Dạ. vì gốc nó từ Trung Quốc. Bao nhiêu cây vậy cô Hồng? Cái cây Paradise cây đó 120, còn Trăm cây này hai cây mận 15 xanh ga tam lông. hoa mọi người, Dạ. cây 15 ga lông. Đang sale Cái tới này nhìn mém mém có hoa luôn Dạ. mà mọi người, đây. Giá nó là 150 lận, nhưng mà tại vì Paradise mình sale 120. Sale 120 Dạ, từ cho tới ngày Chủ nhật 150. là ngày cuối đó. Dạ, sale 20% đó nha mọi Dạ. người. Còn cái này thì cây 7 ga lông mình cũng sale 100 thôi. 7 ga lông thì cô Hồng sale 100. Hộ tam hoa luôn hả Tâm cô? qua luôn. Tại vì mình sale tới ngày Chủ nhật thôi, là nếu mà anh chị em cần thì lại mua để nửa, mua giá cao hơn Dạ, á. cô Hồng special Dạ. special trời ơi cái gì trái nhiều quá vậy cô? Rồi, cái này mận Sóc Trăng. À. Chắc cô phải trồng một cây mận Sóc Trăng đó. Thấy Tôi trái thích hàm quá. luôn á cô, vậy là Tôi thích quá. nó đậu chắc chắn rồi. Nha. Cây này thích quá. Chắc cô phải trồng cây quá, chưa chưa Trồng đi có. cô ơi, Trồng cây đi. gốc cũng to Mình già rồi mình trồng cây nữa, mình ở nhà cái mình bẻ mận mình dạ mà mận Sóc Trăng trái ăn ngon lắm á nghe cô. Dạ Người thích lắm, khách thích lắm mà cái mận Sóc Trăng. nó đậu hết rồi nè, sao nó cái mận này nó đậu trái dây dây ghê vậy trời, nhưng đâu trái nhiều quá, Trái chùm không ha? nó đậu trái sai như là black gold luôn á cô. Dạ. Có những cái mận mà An Phước hay Red Rocket trái nó thưa thớt, còn cái này sao thấy nó đậu trái kinh khủng khiếp vậy, nhiều trái lắm mọi người, Nhiều trái. không biết nó giữ được hết không mà thấy là nó nhiều đậu nhiều lắm luôn rồi. À, cổ có ba cây loại lớn này nè, toàn là có trái đồ Bốn hết cây nè, à, bốn còn cây con bốn nữa. cây Nhiều lắm, không rài cái mận này khách rước về nhiều lắm nha, Châu. Khách khách cây này đẹp nè cô, cây này Dạ. giống như là song kiếm hợp bích vậy đó, Vậy trời hả? ơi Cho mấy coi cây này chọn cây nào vậy? Cái này hai con hai hả, con, hai hai cây, sao cây này hai cây vậy? cái này giống song kiếm hợp bích à, Cái trong này trong thằng Liêu mấy cái hiệp này lữ chắc rồi mọi người, nửa xong mình cắt bỏ vô đâu để làm chi, nó không đẹp dưới gốc con không ha. con không biết phải hai cây không, nếu mà chọn cái con chọn cây này tại con làm Cây cho nó nào, có cây bìa trái hả? đi, Mình nó không chọn cây cây không có nào? bông, chưa có bông này Chưa nè mà có nó bông. bự mà nó hai cây. Cây này dáng đẹp Thôi chắc cô chọn cây này cho cô đi à ha. Cây thấy nào, nó bự quá. cây bỉa cây Giờ này. cô thấy mà nó có bông có trái nó lo nuôi mấy trái được không, nó không lo nuôi cây, còn Đúng. cây này nó bự quá. Mấy cái cây đó cô để ý rồi, nếu mà nó có bông có trái nhiều thì cái cây nó làm như èo ọt. Nó èo cơ À, còn mấy cây mà nó tốt quá thì nó không có trái. để nhiều trái quá nó si cây luôn, Dạ. còn nếu mà để giống vậy nó nuôi cây nuôi tàn nhánh đồ lớn lên thì mình chờ thêm 5-2 năm mình chờ chờ đợi là hạnh phúc, mình ăn trái sao không sao hết mà cây nó đẹp là được rồi. Mãng cầu con cũng vậy đó cô, con ráng có mấy cây con ráng để trái sớm á, giục luôn cây mãng cầu nó cho trái xong cái cây đó không bao giờ nó phát triển được nữa. Cô bị chết cây, cô không nghe lời á. Cô thấy ham quá, cô không có nhắc bỏ. Cô để cái đầu tiên của cô để 15 trái á, nó chết con. Chết nhánh phải không cô? Chết, chết Chết nguyên nhánh. từ trên tới Dạ. dưới luôn, mất Dạ. cây mãng cầu luôn. Mà giờ cô sợ rồi, Dạ. cô để 5-6 trái Đừng có ham trái mọi người, cái Năm thứ cây nhì mình mới để nhiều phải không? đúng rồi, còn chừng nào cái gốc nó lớn cỡ khoảng chừng nửa cầm tay hơn mới mới để được 5-6 trái, còn không thôi là mọi người cứ mua về ham trái không là chết cái cây. Trời ơi, mãng cầu cô ham mãng cầu á, nhà cô trồng mãng cầu 6-7 cây, đất Dạ. ít lắm mà cô trồng gần gần, mà cô để nhỏ 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 vậy nè, nó cô không dễ cho nó dàng cao, cô cắt ngắn 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 nó lên đẹp lắm, không có Dạ. cho nó bùng ra bự. nó Mà ở đó trái ở trong trong nè, cô thương quá, nó đất ít à, nhưng mà cô trồng vậy gần 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 vậy nè mà không có sao, tại con vì thích mãng cầu nhất luôn, con mình đâu trồng có quá bùng, trời lắm. Dạ. mình đâu có để bùng bự phải không, cô đúng rồi cắt cô, ngắn rồi. con trồng trong chậu không á, như cô vậy đó, Cô hả? Cô trồng dưới đất cô trồng đó, cô trồng chậu không á. mà nó có trong 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 cái nhánh nè, thành thử Đúng ra rồi không có choáng chỗ, mình đúng cắt rồi cô, mỗi năm mình cắt đó, thành ra trồng mãng cầu không choáng chỗ. với cô để ít trái, trái nó lớn lắm, trái nó bự ơi là bự luôn, mặc dù mình trồng trong chậu như coi con để chừng 5 trái, trái nào cũng cô cần coi 2 thao như cô. cái năm rồi mãng cầu đó là cô ăn liên tục với cái mãng cầu kỳ đó con đem lại tặng cô cũng ngon lắm. Mr. Minh đó cô. Dạ, Dạ. rất là ngon.
Nè mọi người thì cô chú anh chị muốn cây có trái sẵn rinh cái này về là nó có trái ăn luôn, được được mấy chục trái mận ăn luôn. Rồi có ba cây là trái nhiều, còn ai mà muốn cây đẹp mà không biết nữa. Cái này phải năn nỉ cô Hồng với cô Xí cái cây cây lớn nhất kìa rồi. Xí cây lớn hả? Cây lớn nhất mặc dù nó không chưa 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 có trái nhưng mà nó sẽ có trái thôi. Nếu mà muốn làm nó có trái thì mình bỏ phân bông vô thì nó có Có hoa trái trái. thôi. Nhưng mà nói là nói vậy chứ thật sự mình nhà vườn đó, Dạ. tin là lấy cái cây khách chê đem về không à. Đúng Mình rồi, không dám đúng. lắm cây lớn, nói cho vui vậy á, đúng không? Dạ. Cuối cùng là mình trồng những cái cây mà khách không có dùng rồi, thôi đem cây này về rồi mình ưng lại, mà nó rất là tốt. Nếu mà khách biết chơi cây thì người ta sẽ chọn cái cây khỏe mà lớn nhất trong đây là cây này, cây cây mà hai cây á, cây mà hai gốc hai cây này. Bao nhiêu cây vậy cô? Nãy giờ mình nói cây không mình chưa À, nói đang giá. sale 450. 450 nha mọi người, giá trên chậu là 800, 800 của sale 450 nha mọi người. 450 là có cây mận hồng sóc trăng loại size jumbo lớn, lớn size cực cực lớn nha. quyết Rồi định rồi đó. có trái sẵn trên cây để ăn luôn. Còn cây ăn phước sao thế, cây nào cũng thích hết trơn vậy? Trời ơi. Cô cũng mơ cây ăn phước nè. Ăn phước cơ cô, ăn phước À, trái nó cũng ngon lắm á cô. nó với Sóc Trăng là cũng anh Anh em em á, à. nói với Sóc Trăng với Red À, Rocket là anh em nhau anh á. em à, Red Rocket đúng không? Dạ, Ba Red Rocket thứ anh em luôn. anh Red Rocket em. là đời đầu, ăn phước là đời hai, Sóc Trăng là đời ba đó. Nó Anh giống trái, nó thử giống nhau. đi. Tất cả những cái mận bữa nay 12 long á, pha đời đê đó, cô sale chỉ có 120 thôi. 120. Hiệu nào cũng 120 hết cho tới ngày Chủ nhật là ngày cuối. À, Còn Tam Hoa, An Phước, 120 hết nha mọi người, mà 15 galon nha. Rồi cô cái cây này là cô tính là 15 galon hả là sao cô? Không phải cô, 15, 15 nó luôn cũng hả cô? lớn mà tính luôn, 15 gallon luôn, tính giá bằng nhau luôn. Cây Tại này vì bự quá. bự á, Con không biết cho mận gì luôn. Mận Tam Hoa mận mọi người. mận đó hả? À. Không, cái đó là mận An Phước à, An Phước hả? thôi cô. Để cô coi An Phước, Mận An Phước. mận An Phước, mận đặc biệt mà An Phước. Trời ơi, bóc liền cây này mọi người, cây bự quá. Bự quá. Giờ nói trong video hồi cô Hồng coi kỹ lại. Coi kỹ An Rồi Phước. kỹ Trời suy nghĩ. ơi, anh chị em ơi, lại lấy riêng thôi đem về chầm nữa. Trời ơi, nó bự. Cây này cô Hồng bán 120 luôn là quá Quá rẻ rẻ. luôn, cây quá Cây rẻ quá luôn. bự luôn. Tìm đâu mà có. Cây gốc bự nè. Cây gốc đã mọi người. Cây này gốc Con gốc đã nè, hai ba cái gốc đó. lớn nè. Còn cái 120 à. kế đó là cái Black Diamond rồi đó, 75 80 thôi. Black Diamond 75 80 của cô. 80. 75 80. Mận xanh 80. Xanh 75. 80. Con Bông Black. đâu rồi cô? Sao trời ơi, còn Bông. thưa thớt, cái Còn cây thừa còn thớt bông. quá, còn thừa thớt rồi. Khách mua bớt rồi. Dạ, cái này hai cây nhỏ Red Rocket 100 đồng. Okay. Red Rocket 100 đồng, 100 cây đồng, nhỏ. 7 galon. Còn cái này 7 galon cô bán 100 luôn hả sao cô? Cái 7 galon mà của Green Diamond nó 80 thôi. 80. Dạ, Wow. 80. 80 có bông luôn luôn Có bông. rồi, là có bông. Dạ, có bông. 7 galon Còn Green Diamond. mấy cái 15 galon là 120. Cây này 80 là quá đã luôn á, quá nó quá đẹp luôn á, cây bự này luôn quá ha. đẹp luôn Cây á. này 15 galon mà dạ cô để 7 galon dạ luôn nó nè. chưa vậy. Còn mấy cái này nè, mận mận này perfume mọi người, trái perfume lớn lắm rất nha, rất trái lớn gọi là nhất nhì trong đám mận á, jumbo perfume á, trái rất là lớn luôn á. dạ cái từng Friday này sale luôn 120 hết. 120 hết dạ thì đại khái là 15 galon phần lớn là 120 hết đó phải không cô? Dạ. 15 galon 120 hết, Red 120 Rocket hết. nè, Perfume nè, Mận Tâm Hoa nè, Mận Dạ. An Phước nè. 120 hết. Dạ. Cô có mấy cái cây này là uống uống tốt cho sức khỏe nè, ngừa 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 cancer nè, ngừa thư Dạ. cái gì con quên Mắng cầu tên rồi. xiêm. Mắng cầu sao xiêm đó sốt. cô. Dạ, mắng cầu xiêm. Mình quên mất sao tên sốt. đó. Dạ. Sao sáp, bao Sao nhiêu cây vậy cô? Cây này chỉ có 70 thôi. 70 Dạ. à. Xinh xinh nhỏ nhỏ về Dạ. nuôi nó lên mọi người. Cái này mùa đông á mọi người nên kéo nó vô gần nhà cho nó ấm áp chút. Ngoài ra không có gì lo sợ hết, cây này lá nó uống rất là tốt cho sức khỏe nha. Đây, thấy kỳ này lại lạ không? Có hai cây nhất chi mai phong thủy nè. Đẹp hả cô? Đẹp ha. Dạ, con thấy rồi, con có quay cái cây bên kia rồi Dạ, nè. phong thủy đó. Khá hai cây nhất chi mai gốc Dạ, to nè mọi người. to đẹp. Con thích cái chậu nữa, bỏ vô hộp ghê Bỏ vô thấy cái cây nó có giá trị mà nó đẹp ha. nè. Dạ. Bao nhiêu cây vậy cô? Cái cây thường thường cây này là 90, còn cây này là cho ở nhà vườn phong thủy.
Dạ. May mắn. Có thể cô không bán thì để chân chơi mọi người. Để chân chơi nhà vườn. Phong thủy nha. Dạ, phong thủy. Đẹp ghê luôn nè. Ok mọi người, thì blueberry cô Hồng vẫn còn nè, trái nè. Trái việt quất nè. Đây. Hôm nay khách hàng cũng thích rất quá. Rất là đẹp luôn, bao nhiêu chậu vậy tới con? Bao nhiêu? 25 đồng. 25 đồng dạ, đầy trái dạ, luôn mọi người, dạ. Việt quất nè. Dạ. Rồi cô Hồng có mâm xôi nữa nè. Mâm xôi là raspberry, cái này yes. Có hai dạng nha, một loại màu đỏ, một loại màu cam nha. Cô có màu cam. Cam nó hiếm hơn đỏ nữa vậy cô. Vậy ha. Yeah. Có màu cam mà hồi đó giờ cô thấy đỏ luôn, sao kỳ này cô thấy màu cam. Màu cam chợ bán mắc hơn đỏ cô. Dạ. Bao nhiêu cây vậy cô? Cây đó 30. 30. Dạ. Raspberry 30 mọi người. Rồi blueberry việt quất là 25. Kỷ tử cũng vẫn còn một ít. Kỷ tử cái này là cái trái đỏ đỏ là uống thuốc gì phải không uống con? Uống sáng mắt. Đó, kỷ tử. Uống sáng mắt. Ở đây nè hả con? Dạ. Cũng còn chút hơi ít thôi mọi người. Ít thôi. Còn cái này là hoa gì nè, con thấy đẹp không con? Thực dược đó. Thực dược. Bao nhiêu chậu vậy con? Chậu 30. 30 chậu nhiều màu không nha mọi người. Đấy, màu, nhiều màu. Màu đẹp, màu đẹp là thực dược. Wow. Còn về phần nho thân gỗ thì mình có từ 100 và lên tới 1.500. Đủ size hết. Tất cả mấy anh chị em đến thích cái nữa đó, thương lượng với nhau chắc phải bớt chút đỉnh cho mấy anh chị nha. Thì nho thân gỗ của Hồng nói đủ size từ 100 tới 1.500, giá cả thương lượng nha mọi người, giá cả có thể thương lượng, đặc biệt là lễ. Cây, những cây lớn rất là đẹp luôn. Ai thích nho thân gỗ sưu tầm á thì rước một em lớn về. Nó có bông chưa cô? Cây này là trên đường có bông hết. Trên đường có bông hả? Tại mấy cây này năm rồi có bông. Năm rồi có bông à? Dạ. Mà năm nay sao nó lại chậm? Tùy cô, cây của con ở nhà cũng chậm lắm, giờ nó mới ra bông lại đó con. Vậy hả? Con không nó biết chậm. Sao nữa. Nó dạ. Chậm. Rồi xoài cốc nè. Xoài cốc. Bao nhiêu chậu cô? Xoài cốc 180. 180 mọi người. Dạ. Còn mấy cái xoài này đó thì cô sale cái xoài tứ quý kỳ này 150. Giá PDD sát giá luôn. Người ta ý cắt hoa lọc thì 100. Cắt hoa lọc. Ồ có 100 hả cô? 100. 100 mà cây này đẹp mọi người, mua về dưỡng được nè. Ủa cây này đâu cần mua cây này, mua cây này đẹp nè cô. Dạ cây đó đẹp ha. Dạ con quay phim con suối khách mua không mà trời. Căng trăm mà nghe mọi người, còn, cắt hòa lọc. Còn mấy thì... cái cây mà 20 cây lông là 250, 250. Cây Mallika, một loại xoài rất là nổi tiếng của Ấn Độ. Bao nhiêu cây này cô? 250. 250 nha, dạ. Tàn nhánh xâm xê nha mọi người. Đây gốc to khỏe, Mallika. Hai cây Mallika. Còn cái này là xoài tứ quý, 15 cây lông này sao cô? Cái tứ quý đó 180 á, cây đó bự á. Tại cây lớn. Cây nha. Lớn. Dạ. Nên thành nó để bên đây. Thì đó, giá cả rất là ok. Còn cái Valencia đó là bây giờ cô sale có nửa giá đó, 100 đồng thôi. Valencia còn nửa giá cô. Dạ. Wow. Cái loại xài mà cô thích nhất của cô đó, tại cô có trồng ở nhà đó. Cô thường nói với mấy anh chị nhiều dễ lần trồng. Rồi. Dễ trồng. Sống thì ăn như xoài tượng, chín như cắt hòa lọc mà thơm còn hơn nữa. Yeah. Mà trái là nó to. 100 đồng cây nha mọi người. Thành thử ra có 50% ốp rồi. Xoài này, kỳ này có thay chậu 15 cây lông luôn về, về trồng luôn, khỏi có trái ăn luôn, khỏi phải cần thay nữa. Cái này cái gì vậy cô? Sao nhiều quá. Thấy nhiều chưa? Thấy cây xoài này nhiều chưa? Trời ơi, có chén mắm đường với miếng ớt nữa trời. Sao gì thấy, trái? Thấy nhiều trái thế. Mallika với năm đồng mai, hai cái chung. Quá trời xoài luôn. Quá trời xoài luôn, nhiều quá luôn. Mà chùm chùm luôn. Mà đặc biệt nó không rụng nha. Không rụng cô coi hoài nó không có rụng, lạ quá. Trời xinh xinh nè. Năm đồng mai với ôi gốc to quá con. Dạ. Yeah. Gốc to hơn bắp tay luôn mọi người, còn cổ chân luôn á. Ôi cây này cây cây đẹp ha. Cậu nói năm đồng mai với cái gì á mà Mallika vậy hả con? Mallika xài thanh ca. Thanh ca. Thanh ca với ở trên là hoa trái luôn kìa. Hai thứ gì chung nhau. Hoa trái này là trái dây chùm chùm luôn. Quá nhiều luôn. Mà nhiều cây vậy cô? Cây này đẹp quá vậy cô? Cây đó 800 á.
800 tại cây sồi cổ thụ của cô thì Hồng. Cô nói rồi, khách của cô á nó dặn rồi, cô để, cô nói 3 ngày mà không có lợi lấy thì cô đem về nhà cô. Dạ. Đem về nhà trồng cây này. Cái này 7-8 năm rồi đó cô. Nhiều lắm rồi, cây nó lâu lắm rồi. Ê, lâu quá, dạ. cây bự quá. Dạ. Dạ, 800 nha mọi người. Dạ, chắc nếu mà đợi cổ không lấy thì chị đem lại nhà, về nhà có chồng. Khách đặt rồi dạ. Mà cô chưa Hồng lấy. Chờ á, nếu mà chưa lấy cô Hồng đem về á. Nếu mà ai có nhu cầu, có câu hỏi thắc mắc nào thì số phone cô Hồng trên màn hình á, thì mọi người gọi trực tiếp với, tới cô Hồng Emily đang được tư vấn. Còn cái này á, thì xe 60. 60, đào donut peach phải không cô? Donut ngọt lắm. Donut peach cây gốc lớn lắm nha mọi người. Gốc khá là ok nè. Không có nữa. Cái 4 giống là bao nhiêu vậy cô Hồng? Cái 4 giống này bây giờ đang sale 120. 120 nha mọi người. Dạ. Cái gì mà giống là trưởng lão 8 túi cái bàn qua trời lội vậy. nhiều giống lắm mọi người. Ai mà muốn một cây mà tùm lum loại đào rồi mận bắt rồi gì tùm lum tà la lên đây nên vậy ha. Cây này đẹp nè con, 120 đồng mọi người, quá rẻ luôn. Thay vì mua 4-5 cây một cây đủ rồi. Cậu có vài cây nhưng mà cây gốc to nó lớn hơn cây đào donut peach nãy nhiều mọi người. Đây, gốc to mà nó ghép tùm lum multi crafted tree nha. Thì ai mà thích đào sưu tầm á thì một cây có 4-5 loại tùm lum. Con nghĩ 5 loại cô ơi. 1 2 3 4. Nhưng mà cái gốc cái thường cái gốc chính là cái loại khác của nó loại nữa, khác người nữa. Ta không có nói. Dạ. Rồi kế đó là mít. Như sale tối đa luôn 70. 70 cây trong chậu 7 ga lông. 7 ga lông. Cây khỏe, đẹp. Ủa, cái này làm như nó có trái hay cô? Dạ. Rồi 90 cho cây 15 ga lông. Sale tối đa luôn mà. 15 ga lông mọi người. 70 cho coi 7 ga lông phải không cô? Dạ. 90 15 ga lông. Dạ. Rồi khế chút đủ sai hết. Khế giá 70, cây nhỏ 50. Dạ. Dạ. Cái này bứt lá nấu canh chua cũng được đó. Bữa mình ăn thấy chua chua. Rồi. Kế đó là cây ylan quá đẹp nè. Cây này đó là cô nhất định phải trồng nhà cô cây. Tại vì nó hiếm lắm. Ylang nó cái gì làm Chanel number 5 vậy cơ? Dạ, thơm lắm. Ylang. Rồi, cái cây trứng cá. Quá đẹp luôn ha. Dạ. Có nhà lớn trồng hết sảy luôn. Cây trứng cá nè mọi như người. Cái dù che mát mà ngồi ai mà mơ về tuổi học trò, tuổi thơ thì có cây trứng cá nè. Ăn nó cắn cái bập bên trong nó có nước mà có hột trứng cá mà ngọt chua chua, rất ngon. Còn vú sữa bắt đầu có bông. Vú sữa tím hay trắng? Dạ, vú sữa này xanh á. Xanh đấy con. Vú sữa xanh, vú sữa giá 140, cây trứng cá 140, y lan cũng cây 40 luôn. Rồi, cây trứng cá 140 bự, khiếp đảm hơn thằng sầu phải con. Còn cây, con à dây qua đây coi cái cây mà vú sữa hoàng kim nè. Vú sữa hoàng kim mà nó bắt đầu nó cũng có bông á. Thấy nó là bông á. Cây này bắt đầu hình như nó cây này nó cô bông nó vô thân hả cô, nó giống như vô là thân hả? Giống như là cây nho thân gỗ vậy đó, ta cũng thấy nó da bông ở cây này 250 á, 250 cây á mọi người. Mà cây loại super size lớn nha. Cao quá cao luôn, cao tới cái nóc nhà luôn, tới cái nóc mà che cái vườn nó suy lại nè, khoảng 8 feet mọi người. Bây giờ mình qua phần hồng. Vườn hồng ăn trái coi như là cái vườn hồng kỳ này sale cũng là sale tối đa luôn đó. Cái cây 75 chỉ có 60 thôi, còn cái cây 15 75 80. Cây rất là mạnh khỏe đẹp, sale nhiều hơn là mình quay lần trước mọi người. 15 ga lông cô Hồng sale 80 thôi, 80. 7 ga lông cô nói nhiều 60 phải không? 60 thôi. Ngày Chủ nhật Father Day là ngày cuối cùng rồi. Mấy anh chị đến lấy cây về trồng. Big sale mọi người ơi. Mấy cây này cổ bán giá giống như là còn rẻ hơn Home Depot á, là mình nói thiệt luôn á. 15 ga lông bự đẹp. Vậy mà 8 cây 80 là quá rẻ. Nhiều loại hả cô sale giá như nhau, nhiều loại hết bằng nhau hết. Bằng nhau hết. Cái hồng giòn, hồng mềm. Hồng giòn.
Wow. Đủ thứ hết. Ai mà sưu tầm persimmon á mà thiếu một cái loại nào á thì lên vườn cô Hồng Emily pick up về nha mọi người, tại vì vẫn còn nhiều lựa chọn nha, mà giá cả rất là phải chăng cho persimmon nha. Đất cô Hồng cũng có này. Ok mọi người, giờ mình theo chân cô Hồng đi qua vườn nhãn nè. Cô Hồng vẫn có big sale vườn nhãn luôn, sale cho lễ phá đề đê, sale cho xong. Cái nhãn này thì giá 280 cây lớn. 280 cây có... loại size lớn nhất nha mọi người. Size mà bay lớn như nè. Dạ. Thì 280 đầy hoa trái phải không cô? Dạ. Còn cái cây nhỏ 7 ra lông thì 50. Nó vẫn có bông hoa đẹp. Còn cây 15 ra lông thì 80. Đủ size hết. Đủ size hết. Vườn nhãn đây của Emily đây. Quá trời, năm ngoái rồi, mình bút dạ, trái ăn quá trời luôn. Dạ, đó. Ăn trái quá rồi, kế bên đó là cái cái vườn táo. Dạ. 866 cũng có, ly cũng có, honeycha, lan, sugarcane. Thành thử ra tất cả đều sell. Sansili được. Dạ, sansili. Cái cây 15 ga lông á thì 80, cây 7 ga lông á thì 70. Thành thử mấy anh chị tới lựa đi đủ loại hết trơn nha. Xe quá luôn á cô. Rồi. Rồi bữa nay con đến là con thấy cái cây mulberry bây giờ nó không còn như ngày xưa nữa, còn có mấy cây. Tại vì ủng hộ quá. Ủng hộ quá. Mình... ủng hộ quá. Thành thử vô, ra chưa về kịp, hàng chưa về kịp. Vô tầm trái dài nè. Đây là người vẫn còn nha, những cây lùng lùng, ai thích cây lùng lùng nhiều trái có hết đây nha. Vẫn còn trái, còn số ít thôi, còn cây nhỏ 40, cây lớn vẫn 80, cây nhỏ 15 vẫn 80. Cây nhỏ 40, dạ, cây nhỏ 5 ga lông 40, còn dạ, cây 15 ga lông giờ vẫn 80, 80. Giá sale. Mà cây... trái đầy hết nha mọi người. Dạ. Wow, trái cây 20 ga lông thì 160. Cây 20 ga lông cây lớn nhất trong dạ, đây nè, 160 mọi người. Đây. Đây cây gốc to này nè. Mà cái thời gian qua đó ông xã mình đó cũng có bị mất ngủ đó. Dạ. Mỗi ngày cứ làm như trà xanh uống vậy á, ngủ êm. Đúng rồi cô, có dạ, tất cả các có cái cô kia dạ, kêu con kiếm giùm cây này mua hai cây luôn, nói dạ, ăn mấy cái trái này dạ, chị mất ngủ. Dạ, nó chống lậu quá. Dạ. Rồi. Đây nè. Suriname cherry nè mọi người, Suriname Ấn Độ nè. Trái nè, trái đẹp không? Trái dạ, lồng đèn đẹp nè. Con dạ, có cây này ở nhà con khoái lắm luôn, ăn cái dạ, mùi thơm ngon, thơm mùi trái khế. Rồi rồi về cái ngọc lan nè, bắt đầu giá 100 đồng trở lên tới 500-600 đồng, đủ dạ, size hết. Có bông nhiều mọi người. Dạ, bắt đầu có bông rồi. Bông, bông trắng trắng. Thử ra mình nói anh chị em có cần ngọc lan thì đến, ngọc lan ở đây là chùm ngọc lan đó. Chùm á. Chùm ngọc lan đó. Bao ngọc lan với dạ, lan với lan. Dạ. Sung có trái nhiều vậy cô? Sung đó bây giờ mình cũng đang sale ngày cuối cùng của Father Day đó là cũng 50 hết rồi. 50 mình, dạ, cây 7 ga lông mọi dạ, người trái nhiều 50, lắm. 50. Sung Mỹ. Còn lựu thì cũng có mấy size, 120, 15 ga lông, 50 cho 57 ga lông và cái 250 cho 20 ga lông. Rất là đẹp. Dạ. Lý cũng dạ, còn nè mọi người, rất là đẹp luôn. Đây mọi người, mấy cây cây lý nè, đậu trái quá trời nè. Đây nè. Wow, mấy cây lý của cô Hồng. Đậu quá trái luôn. Đậu thấy mê, bông quá trời luôn. 15 ga lông 90 nha. Khu này để trống rồi, không biết hồi bữa để cây gì nên mình cũng quên rồi, hình như là mấy cây bơ hay sao. Bây giờ còn lại mớ. Cái này mai dây nhật thanh long thì nó đang ra hoa mọi người. Wow. Suriname cherry thì cái này mình nghĩ giá khoảng dưới 100 á mọi người, mà đừng có call me on this nha, thì muốn chắc ăn thì hỏi giá cô Hồng nha. 120 thì mình không biết. Mấy cái cây 15 ga lông mình thấy nó cũng đẹp vậy, nó đang có trái. Low wasp. Lựu size lớn nè. Hình như cô nói cái này là 250 cây lựu size lớn nha, nhưng mà
mọi người phải hỏi giá cây lại cho chắc chắn nhé mọi người. Thì mình cũng không có rành mấy, tại cô Hồng cũng đang bận tiếp khách. Thì đây cũng còn rất nhiều lựu đang hoa, có cây đậu trái rồi. Thì những cái cây gốc lớn này cô bán hình như là 250, mình nói hình như thôi nha, thì phải double check với cô Hồng. Thanh long, wow, thanh long mà R là red đó mọi người, màu đỏ đó. Mà mấy cái bụi này mình xuống đất mình làm cái vàng cho nó là nó trái ăn rồi. Đâu đậu trái luôn mọi người, cái này đậu trái luôn rồi nha, đậu trái nè. Wow, cái cây này nhiều trái nè, mình không biết giá nha. Sứ ok mọi người, đại khái mình quay sơ sơ vậy thôi, trời cũng nắng lên rồi. Mấy cái này là mấy cái phượng tím à, mùa hè phượng tím nở à. Ở Việt Nam này mùa hè có hoa phượng đỏ, báo hiệu mùa hè. Con này phượng tím nè, lê tàu. Ok, cảm ơn cô Hồng đã dắt con đi dạo vườn cây ăn trái vườn hoa hôm nay nha. Cảm ơn cô rất là nhiều. Thì cuối video cô Hồng có những lời nói tri ân với cô chú anh chị mọi người nè. Dạ, chào. Bây giờ nãy giờ đó là khoe cây nhiều quá rồi nghe anh chị và các bạn của mình. Thì mình có lời cảm ơn tất cả các bạn đã đến ủng hộ vườn cây của mình nha. Thì như thường lệ là liên lạc với Hồng là 714-260-6957. Cũng như là mình vẫn ship chi xuyên bang. Các bạn có gọi mình không được thì buổi chiều tối tới sáng luôn, muốn gọi giờ nào cũng được, về nhà làm việc thì nó dễ hơn. Tại vì không có khách á, mình ở nhà mình ngồi nói chuyện à, giải thích cái này cái kia. Mình có đủ thì giờ nha, cứ gọi 24 tới sáng luôn cũng được, không sao rồi. Sáng hôm sau mình mới chụp hình từ cây mình gửi cho các bạn coi, các bạn đồng ý thì mình mới làm việc. Chứ không phải bắt buộc các bạn phải mua, nhưng mà cứ tự nhiên không sao, mình welcome tất cả. Và cái Father Day này á, là cái ngày chủ nhật á, thì mình có tặng một hộp bông hoa cho vui, tình thương, mến thương cho mấy người cha vui. Còn shipping thì sao? Rồi shipping thì vẫn như bình thường, vẫn ship đi tất cả. Với hơn nữa một tuần nữa thì mình có ship đi Sacramento, San Francisco, Oakland, đi tới chỗ các bạn luôn. Và thí dụ mà khách chốt cây cái deal cho Father Day này thì từng tới nữa cô chốt order xem cô ship được phải không? Được, cái đó thì chưa. Tại vì mình muốn nói là chắc cũng cỡ cuối tháng mình mới có cái chuyến bắt đầu. Đầu tháng 7 mới có bắt đầu đi tất cả giao tới nhà từ San Fran, Ốc Lăng rồi giao hết Sacramento, có xe đi tới chỗ đưa luôn. Mà giá cả rất là nhẹ nhàng. Thành thử ra khi nào mà kỳ tới mình có là mình thông báo liền tức khắc, nhưng mà mình nghĩ là đầu tháng 7 đó. Thì mình cảm ơn tất cả mấy anh chị. Thì mình xin nghỉ ngày thứ ba, tại vì cần ngày thứ ba cho còn lo chuyện nhà, chuyện cửa, dọn nhà gia đình. Thành ra thứ ba không có ghé đứng trước cửa tội nghiệp lắm á. Đứng đợi thấy thương quá à, mình không muốn. Thử ra chúc tất cả mấy người cha được mạnh khỏe, hạnh phúc ngày Father Day nha. Ok, dạ, cảm ơn cô Hồng nhiều. Cảm ơn cô chú anh chị mọi người nha. Nếu thích video cho một like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người. Ok, bye bye. Happy Father Day. Happy Father Day. Ok.